Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và sửa chữa cái đầu thu kỹ thuật số SCTV SD Setup Box. Cách này thì các bạn có thể áp dụng luôn sửa chữa trong các cái đầu thu kỹ thuật số mặt đất hoặc là các đầu Android Box. Tuy nhiên đối với những đầu Android Box thì cái cấu tạo của nó phức tạp hơn một xíu. Thì nó có thêm các chức năng như kết nối LAN nè, rồi các antenna Wi-Fi để kết nối Wi-Fi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa cái đầu thu kỹ thuật số. Những cái đầu này mình muốn sử dụng là mình phải cắm cái cáp của SCTV. Còn đối với những đầu thu kỹ thuật số bình thường thì mình sẽ không dùng cáp mà mình cắm vô cái đường anten. Muốn sửa chữa ở phía dưới này nè, nó có mấy cái núm cao su, miếng xốp để chặn cái chân đá thì các bạn tháo ra, các bạn dùng cái mũi dao các bạn bẫy nó lên, rồi sau đó sẽ các bạn tháo thấy những con ốc. Cái con ốc này là ở đây có 4 con ốc, mình tiến hành mình lấy tô bít mình mở ra hết ha. Rồi mình tắt cái phần thân lên. Đây là cái bao mạch của nó. Thì mặt phía trên này là bố trí linh kiện, còn cái mặt phía dưới này nó để chống nha. Ở đây nó kết hợp các linh kiện dán SMD nè, và cái linh kiện chân cắm. Chân cắm đây đơn giản như mấy con tụ hóa, mấy tụ lọc nguồn. Thì bố trí linh kiện trên đây mình có thể quan sát được. Cái con chính này là cái con CPU, có một cái kem tản nhiệt và một cái miếng nhôm tản nhiệt ở đây, giống như trong máy vi tính. Ở đây là con IC bộ nhớ, IC flash, nó chứa các chương trình nè, nó chứa các hình ảnh. Ví dụ các bạn start up các boot lên máy lên thì nó sẽ hiện lên chữ SCTV. Ở đây là có con thạch anh dao động, các bạn nhìn thấy trên đây nó ký hiệu là khoảng 27.000, có nghĩa là 27 MHz, thì nó sẽ cung cấp xung nhịp cho cái con CPU này, và nó cung cấp xung nhịp cho con IC bộ nhớ này để trao đổi dữ liệu giữa cái con CPU và con IC flash. Đây là cái jack adapter đầu vào 12V. Còn cái cục sạc adapter của nó thì các bạn cũng tìm hiểu thêm và các thông số của nó cho nó tương thích với cái mạch ha. Trên đây nó cũng ghi là 12V 1A để các bạn phù hợp cho cái việc cung cấp nguồn DC 12V 1A input ngõ vào. Nếu mà các bạn mà sử dụng cái như cục sạc 9V 1A thì cái điện áp nó không đủ ha, nó sẽ yếu, nó làm việc không hiệu quả. Tại vì trong mạch này nó sẽ có 3 cấp điện áp. Một là cấp điện áp là 12V, một cấp điện áp là 5V cấp nguồn cho vi xử lý nè, rồi cấp nguồn 3.3V nữa. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành đi tìm hiểu về cái sơ đồ khối của cái đầu thu SCTV. Thì vừa vào mạch mình có thể tìm hiểu như ở đây là bộ kênh và cái khối trung tầng. Phần này là khối trung tầng ha, như từ phần thinner của mấy cái TV CRT. Ngõ vào là cái cáp đồng trục của SCTV, và các bạn cắm cáp đúng của cái SCTV thì nó mới hiển thị, nó mới nhận dạng. Đây, ngõ vào
Thì cái này nó do cái con IC Plus bộ nhớ nó quyết định nè. Khi mà các bạn cắm vô thì có tín hiệu nó vào đây nè, nó mới mở cho các bạn điều khiển được ha. Chứ còn các bạn cắm mấy cái cáp của cái nhà đài khác thì chắc chắn nhiều khi nó sẽ không hiển thị cho các bạn. Nếu các bạn muốn nó nhận dạng được là nó các bạn phải hack cái bộ nhớ này, cái như là các bạn tìm cách mà giống như là nâng cấp bộ nhớ, hoặc là các bạn mở khóa bộ nhớ này để cho nó nhận cái tín hiệu cáp của cái nhà đài khác như HCTV. Thì tín hiệu đầu vào nó sẽ qua bộ kênh và khối trung tầng nè, nó đi vào con vi xử lý nè, vi xử lý điều khiển các cái cấp điện áp để cấp cho cái khối trung tầng này luôn, và đưa lấy tín hiệu, xử lý tín hiệu từ cái bộ trung tầng này. Đây, cái khối này khối trung tầng đưa qua CPU ha. Thì CPU muốn hoạt động nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là phần xung nhịp từ cái thạch anh 27M này cung cấp cho nó. Hai là cái có phần nguồn. Bất kỳ IC nào hoạt động cũng cần phải có nguồn cung cấp. Ở đây mình có cái khối nguồn adapter 12V DC lấy từ cục adapter này. Thì nó sẽ đi qua một con điện trở cầu chì ở đây. Cái góc này á, nó sẽ có một con điện trở cầu chì đây nè. Ấm bảo vệ. Tránh áp quá dòng ha, cái con này nè. Khi mà quá dòng á, cái cầu chì nó đứt ha. Tiếp đó nó qua một cái tụ lọc nguồn 12V. Ở đây cái tụ lọc nguồn đầu vào. Rồi nó qua con ổn áp và nó giảm nguồn xuống còn 5V. Đây là cái tụ 5V cấp nguồn cho vi xử lý. Ngoài ra trong mạch đó, mình sẽ có một cái con TVF603 là cái con điều khiển âm thanh ngõ ra, hai chân Deadline, có cái này video, mấy cái cổng này cổng AV, thì các bạn nào mà sử điện tử các bạn biết hết. Con này con TVF603 là cái linh kiện trong bo mạch đó, nó bố trí khá đơn giản. Còn cái con IC Plus bộ nhớ này nè, nó sẽ lấy dữ liệu từ trong đây, nó đưa xuất ra ngoài màn hình, nó qua thông qua cái con CPU này, như nó dò bộ nhớ, lưu bộ nhớ, hoặc là tất cả dữ liệu như các bạn bút lên á, thì nó hiện chữ STB là nó lưu sẵn trong cái con IC Plus bộ nhớ này. Rồi ở đây là hệ thống cái nút bấm cơ. Rồi cái con LED hồng ngoại để điều khiển ha. Mình điều khiển dùng remote qua LED hồng ngoại. Còn sau đây là một số hư hỏng quá trình sử dụng và sửa chữa cái đầu thu này. Mình nói về đầu vào như cái khối trung tầng này nè, cái phần tuner này nè, thì nó sẽ gây ra một số ban bệnh như mất tín hiệu hoặc là không dò được tín hiệu ha. Thì ở đây á, các bạn kiểm tra cho mình cái cáp á, xem cái đầu cáp này nè, nó kết nối được á, nó có bị oxy hóa ra ten hoặc nó không tiếp xúc hay không. Thì cái này cũng khá quan trọng ha. Nhiều bạn mất tín hiệu mà các bạn như kiểm tra thấy cái đầu cáp này nó bị gãy hoặc là bị xúc cái tiếp xúc này, hoặc trường hợp mấy cái trụ mà của STB nó mất tín hiệu, cái bộ nguồn cấp nguồn trên cái trụ đó mất nguồn thì nó cũng gây ra hiện tượng là mất tín hiệu, dẫn đến cái đầu thu của mình là không có tín hiệu vào, nó không hoạt động, nó trên màn hình nó sẽ báo là không có tín hiệu. Thì đối với hư hỏng cái này thì các bạn kiểm tra lại cái cáp ngõ vào. Cái này khá đơn giản ha, mình sẽ bỏ qua bước này. Đến cái phần thứ hai, có nghĩa là cái phần vi xử lý nè và cái khối IC Plus bộ nhớ, hai cái này đi chung với nhau nha. Thì trường hợp cái hai cái này hư hỏng quá, nó sẽ gây hiện tượng là mất buốt,
khởi động hoặc là bị tự động tắt nguồn. Phần lớn cái này á, cái chương trình khởi động và cái phần menu của các bạn á, nó cho nằm trong cái con IC Plus, IC bộ nhớ này. Nó cũng giống như con IC bộ nhớ trong điện thoại di động á, hay các thiết bị khác. Thì tất cả các chương trình nó chứa trong đây. Có phần ROM là bộ nhớ chỉ đọc và RAM, bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên. Nó sẽ nhờ cái con vi xử lý này lấy dữ liệu data ra và nó xuất ra cái màn hình á. Hai con này khá quan trọng. Những cái hiện tượng như treo logo nè, tắt nguồn khởi động lại nè, hoặc là nó mất bút, nó chỉ đứng lên, nó treo máy ha. Thì các bạn thứ nhất là phải chạy lại chương trình, là chạy lại cái chương trình con IC bộ nhớ Plus này, nạp lại chương trình khác ha. Thì nó có hai cái cách thức. Một là các bạn nạp lấy con Plus này ra và bạn nạp lại chương trình. Hai là các bạn có thể nạp chương trình trực tiếp từ cái cáp mạng nhà mạng ha. Tuy nhiên, đối với những trường hợp mà mất nguồn, mất bút, khởi động lại thì các bạn không thể mà nâng cấp cái chương trình qua bộ nhớ lát, qua cái cáp đầu thu này được. Tại vì nó, các bạn cứ xem như cái này nó mất nguồn rồi, thì có bắt buộc các bạn phải thay IC bộ nhớ lát này nè. Có cái con IC bị xử lý này rất khó bị hư. Nó chỉ hư hỏng nhiều là cái con IC lát này thôi, khi mà nó gặp trong những tình trạng mất bút, không khởi động được hoặc tự động tắt nguồn. Đối với những đầu thu Android Box á, thì những cái con IC bộ nhớ flash này nè, nó sẽ chứa nhiều data, nhiều dữ liệu hơn mà nó sử dụng IC chân bi giống như cái chân của con CPU này à. Nó nằm trực tiếp ở phía dưới luôn chứ nó không có lòi mấy cái chân này ra. Nó nằm phía dưới, cái mặt này mặt trên, mặt dưới của nó là chân IC. Thế đây lỗi nguyên nhân mấy cái đầu thu Android Box á, thì nó cũng là do cái con IC bộ nhớ lát này gây ra. Trường hợp y hệt treo máy, tự động tắt nguồn, khởi động lại hoặc là mất bút là những cái con này. Nói chung là không lên nguồn á, là những con này gây ra. Thì các bạn có thể làm chân IC đóng lại hoặc là thay IC bộ nhớ khác. Thì một số các bạn mà chuyên sửa cái đầu thu này, các bạn có các thiết bị như nạp ROM nè, hoặc là viết chương trình lại cho nó, hoặc là các bạn có thể liên hệ với cái nhà cung cấp thiết bị á. Nhưng mà đa phần là bên ngoài nó sẽ không cung cấp cho các bạn những con IC bộ nhớ lát này đâu, mà chính là những cái xưởng sản xuất như STB nè, nó sẽ có một cái xưởng để mà nó nạp chương trình của chuyên biệt của nó, chứ không ba phổ biến của ra ngoài. Cái phần hư hỏng nhiều nhất của những cái đầu thu này á, là cái phần khối nguồn. Tại vì một số cái đầu thu á, cái bộ nguồn nó sẽ nằm bên trong của cái bo mạch này, nhưng mà hiện nay á, đa phần người ta sẽ tích hợp ra bên ngoài. Cái nguồn của nó là cái cục adapter 12V 1A. Thì khi mà nó vào cái bo mạch này á, nó sẽ có một cái tụ hóa để lọc nguồn 12V. Và nó ổn áp giống như con 7805 á, ổn áp 5V cung cấp cho vi xử lý nha. Còn cái biến áp 3.3V cung cấp cho IC lát nữa. Thì nói chung là có ba cái biến áp, mà quan trọng nhất là hai cái biến áp là từ 12V và 5V ha. Thì trước tiên khi mà các bạn cắm điện vô á, thì các bạn kiểm tra cái điện áp 12V này á có hay chưa. Hợp đơn giản như các bạn cắm điện vô coi cái đầu thu này á, có sáng đèn hay không. Trường hợp đầu thu này nó sáng đèn vậy á, là cái có cái nguồn adapter vô đến đây rồi, và nó qua cái con điện trở cầu chì là ok rồi. Đây là chế độ standby của nó. Còn trường hợp tắt đèn như thế này, nguồn không có,
Thì trước tiên là các bạn kiểm tra cho mình cái con adapter này, điện áp của nó phải đúng chỉ số là tầm khoảng 12 V/DC. Đây, điện áp ngõ vào của nó là hơn 12 V chút xíu ha. Rồi tiếp theo, khi mà có điện áp 12 V rồi mà các bạn cắm vô nó không báo đèn chỗ này, thì các bạn kiểm tra cho mình cái con điện trở cầu chì chỗ này. Một số các đời máy cũ nó sẽ có cái con cầu chì ống ha, còn ở đây là nó con điện trở cầu chì tích, con cầu chì dán ở đây luôn, SMD. Thì các bạn cứ đo thông mạch bình thường thôi. Đây vị trí nó chỗ này. Nhiều trường hợp á, cái con điện trở cầu chì này nó bị đứt ha, do quá dòng quá, thì các bạn không để ý, nó phải qua điện trở cầu chì nè, đo với thông mạch nha. Đó, như vậy á, là cái con cầu chì, điện trở cầu chì này ok ha. Còn nó trường hợp nó bị đứt á, các bạn khoan vội hãy thay con điện trở cầu chì, mà các bạn dò coi, đo cái chân, mấy chân ngõ ra nè, so với mát nè, coi nó còn bị chạm chập ở đâu không. Trường hợp mà các bạn đo ổn thì các bạn mới thay con điện trở cầu chì, hoặc các bạn có thể dùng cái sợi dây đồng cái nối tắt lại. Đó, những trường hợp này mà con điện trở cầu chì này đứt á, các bạn có thể dùng một cái mẫu dây đồng này nè, hoặc các bạn hàn hai chân này, nên dùng nối tắt cái con điện trở này lại là nó sẽ lên nguồn. Mà trước đó là các bạn phải dò coi nó còn bị chạm chập ở đâu không nha. Linh kiện này bố trí ít thôi. Đi chân chị tốt thì các bạn kiểm tra coi cái điện áp trên tụ á 12 V này có hay không ha. Rồi điện áp quan trọng nhất là điện áp 5 V cấp cho vi xử lý nè, có hay không. Đến lúc này á, tùy là bo mạch mà các bạn có thể xử lý. Ở trên đây á, là nó có hai con ốc để giữ cái bo mạch lại, các bạn phải tháo cái bo này, mạch này ra. Từ cái mặt chân cắm phía dưới này, đó là những cái chân tụ ha. Thì các bạn đo điện áp trên hai đầu tụ. Rất nhiều trường hợp là cái tụ của mình bị phồng, bị phù á, hoặc bị rỉ, nó sẽ làm mất cái điện áp này. Thì khi đó là mất cái nguồn của cái đầu thu này luôn. Nên các bạn chú ý những cái vấn đề nhỏ nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần cấp nguồn của cái bo mạch. Các bạn nhìn mặt sau, nó không bố trí linh kiện ha. Ở đây là mấy con mấy tụ khóa, ở đây cái tụ 12 V từ cái cục adapter này nè qua cầu chì và đến cái tụ này ha. Có cái con diode ổn áp này luôn. Nó qua IC ổn áp, nó có còn cái điện áp này, điện áp 5 V đến cái tụ này cấp cho vi xử lý. Thì mình chỉ cần đo hai cái điện áp chính của nó là 12 V và 5 V thôi. Mà các bạn cấp nguồn vô. Cắm cái adapter vô. Mình giả sử đi trường hợp cái đèn này nó không lông lên nha, nó mất nguồn. Thì các bạn có thể kiểm tra cái điện áp trên tụ. Thứ nhất là cái tụ 12 V. Đây, tụ 12 V và ở đây là tụ 5 V. Các bạn kiểm tra kỹ coi cái điện áp của nó như thế nào ha. Mình chỉ chấm vô hai chân tụ thôi. Rồi, ở đây mình được là giá trị là 11.8 V, cũng sấp xỉ 12 V ha. Vậy là có cái điện áp ở đây rồi. Tiếp đây mình đo cái điện áp 5 V này.
Rồi, ở đây mình tiến hành mình đo cái điện áp 5V có hay không. Đây điện áp cấp nguồn cho CPU. Đây mình đo được giá trị là khoảng 5,22V ha. Đó là có điện áp cấp nguồn cho CPU ha. Như vậy ở đây mình chỉ cần kiểm tra là hai cái cấp điện áp của nó, là cái điện áp trên bo khoảng 12V và 5V thôi là ổn ha. Tuy nhiên một số vấn đề nghiêm trọng ở đây xảy ra trong cái nguồn á, đó là cái hiện tượng cái tụ hóa, cái tụ lọc nguồn, cái điện áp 5V, 12V nó bị phồng, bị phù hoặc bị nổ ha. Thì những vấn đề này á, các bạn nhìn vô trên bo mạch, các bạn chỉ cần thay những cái tụ cùng chỉ số và điện áp thôi. Đây là những cái con tụ lọc nguồn DC, như cái tụ này tụ 12V ha, tụ này tụ 5V. Hôm nãy mình đã đo cái điện áp cho các bạn thấy á, nó sẽ xảy ra hiện tượng là trong một quá trình sử dụng á, nó lại bị phù như thế này nè. Hoặc trường hợp hiếm lắm là nó sẽ gây hiện tượng nổ tụ. Thì những con tụ hóa này á, nó sẽ có cái giá trị chỉ số, cái điện dung của tụ và cái giá trị điện áp của nó ha. Ở đây như 12V, 5V á, thì tùy theo những con tụ đó thì các bạn thay vô cùng chỉ số, cùng điện áp so với cái tụ lúc đầu là được. Hoặc có thể các bạn thay cái giá trị cao, điện dung nó cao hơn một tí nhưng mà cái điện áp của nó là vẫn giữ nguyên. Ví dụ ở đây là 5V thì các bạn thay 5V ha, 12V thay đúng cái chỉ số điện áp 12V ha. Và trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và sửa chữa cái đầu thu kỹ thuật số STV setup box. Thì cách này các bạn có thể áp dụng luôn cho mấy cái đầu kỹ thuật số mặt đất hoặc cái đầu Android box. Và cái khối của nó, những cái khối trung tầng nè, khối kênh nè, vi xử lý nè, ISO bộ nhớ flash á, hoặc cái dao động thạch anh và cái khối nguồn á, thì nó cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mà đối với đầu Android box nó có một số như anh ISO wifi á, nó hơi khác một tí. Còn cái cách sửa chữa kiểm tra đầu thu này á, như hiện tượng là mất boot nè, không khởi động được, hoặc là treo logo tự động tắt nguồn, là những cái ban này á, là nó do cái con IC bộ nhớ flash này ra gây ra nha. Thì một á, là người ta chạy lại chương trình, hai là người ta thay con IC flash khác. Còn trường hợp cái đầu thu Android box á, thì người ta sẽ làm chân đóng lại cái IC flash này, trường hợp mà sau đó người ta chạy lại chương trình. Trường hợp mà không chạy được á, là hư á, thì người ta sẽ thay IC flash khác ra, người ta nạp lại chương trình cho các bạn. Còn đối với hiện tượng mất nguồn thì ở đây cái đầu thu này nó sẽ do mấy cái con tụ nè, tụ hóa bị phù á, nó sẽ làm cho cái điện áp này, một là nó bị yếu hơn, hai là nó chập chờn, nó không ổn định á, thì nó gây hiện tượng mất nguồn ha. Thì trường hợp mà cái tụ trên đây nó bị phù thì mình chỉ cần tháo ra, thay cái giá trị cùng chỉ số với điện áp của nó là xong. Còn những bạn nào phần nào á, mà can thiệp được phần cứng á, các bạn đo ví dụ như cái trường không thay có ra á, thì các bạn kiểm tra con TPF nè, 603 nè, bạn kiểm tra thay con này ha. Hoặc trường hợp mà bị cái CPU này ít reject ha, trường hợp có cái đầu thu á, rớt chấn động á, thì cái chân bi bên trong á, chân bụng bên trong nó sẽ bị là xô lệch hoặc nó bị hở chân á, mình làm chân đóng lại CPU này. Còn đối với những mà IC flash á, mà nó bị chân chìa này nè, các bạn thì mình dễ dàng thay thế ha. Nói chung là can thiệp chuyên sâu vào thì ok. Và video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.